Trong trận đấu diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 8 tháng 12 vừa qua, thể công Viettel đã ghi 3 bàn thắng trước đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai trong vòng vỏn vẹn 20 phút đầu trận. Phút 15, Minh Vương đã mở tỷ số cho đội chủ nhà, nhưng chỉ sau 2 phút, Bruno Cunha của đội khách đã gỡ hòa. Vào phút 20, ngôi sao trẻ Quất Văn Khang đã ấn định chiến thắng 2-1 cho thể công Viettel. Bàn thắng của Quất Văn Khang là một tin vui không hề nhỏ cho huấn luyện viên Chusier. Dù mới 20 tuổi, nhưng Văn Khang đã được huấn luyện viên Chusier đặt nhiều kỳ vọng và có khả năng trở thành quân bài quan trọng cho U23 Việt Nam trong chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á 2024 và dự Olympic Paris. Sáng ngày 9 tháng 12, Nam Định tiếp đón câu lạc bộ Công an Hà Nội và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Phút 29, Bùi Hoàng Việt Anh đã ghi bàn cho đội khách. Bùi Hoàng Việt Anh đang là cái tên mà huấn luyện viên Chusier tin cậy ở hàng phòng ngự và có khả năng tham gia tấn công trong các pha bóng cố định. Tin vui khác mà huấn luyện viên Chusier nhận được là từ giải hạng nhất Việt Nam, khi ngôi sao trẻ Thanh Nhàn đã lập công cho câu lạc bộ PVF trong trận đấu với Công an Nhân dân, giúp đội khách giành chiến thắng 1-0. Những cầu thủ trẻ này đang chơi tốt ở cấp câu lạc bộ và có tiềm năng để góp phần vào thành công của đội tuyển Việt Nam trong tương lai.